hai vai. Một mình Steven được thủ tới hai vai và hai tính cách khác nhau. Đó là điều ấn tượng đầu tiên mà Steven khi đọc kịch bản này. Từ đó tới giờ khán giả cũng biết Steven qua những cái bộ phim gọi là Bụi Bặm, Giang Hồ, nói chung là đánh đấm nhiều. Đây là một cơ hội để Steven thoát ra khỏi những cái vai giang hồ để thể hiện cho mọi người biết được là mình cũng có thể thể hiện được những vai tình cảm và nội tâm sâu sắc nữa. Một mình mà phải thể hiện cả hai tính cách nó còn phải là đối nghịch nhau, khó khăn lắm chứ. Giống như đây là lần đầu tiên để Steven thể hiện một vai gọi là không có đánh đấm nhưng mà thể hiện tâm lý nhiều. Phải làm thế nào để mọi người phân biệt được rõ ràng hai anh em hai tính cách khác nhau. Có những đoạn hai anh em sẽ đối mặt với nhau thì lúc đó mình phải càng thể hiện nó tốt hơn nữa, nó rõ ràng hơn nữa để mọi người phân biệt ra. Cái thứ nhất, khi mà Steven cập kịch bản này, Steven thấy đây là một người thẳng tính, bằng tay tay bằng miệng, thường tâm người ta rất tốt, mong muốn tìm về nguồn cội của mình khi biết được mình không phải là con ruột của gia đình ở làng trại. Steven cũng thể hiện cái vai này nó như vậy. Còn về Minh Hoàng là một con người chịu tổn thương tâm lý từ nhỏ, cho nên nó dẫn tới cái tính cách thu mình lại thế giới bên ngoài, cộng thêm việc cha mẹ không quan tâm nhiều, thiếu đi tình thương của cha và mẹ cũng đi thêm một bước nữa. Đâm ra Minh Hoàng này là một con người rất đáng thương. Đây là một cơ hội để Steven cho mọi người thấy được là mình cũng có thể đa màu chứ không riêng gì về đánh đấm không, hành động không. Mặt trời mùa đông phát sóng trên ứng dụng VION từ ngày 24 tháng 3.